Thưa quý vị, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa kiểm tra phát hiện 4 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại địa bàn xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện có 4 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép gồm Chan Jianji sinh năm 1993, Su Sui Bao sinh năm 1987, Chen Senhi sinh năm 1994 và Wang Yanan sinh năm 1991 đều không có giấy tờ tùy thân. Thông tin ban đầu, các đối tượng khai do tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, họ mất việc làm nên rủ nhau theo đường dây môi giới nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm. Lực lượng công an đã lập hồ sơ, thực hiện các biện pháp khử khuẩn, kiểm tra y tế ban đầu và đưa các đối tượng này vào khu vực cách ly theo quy định. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một trường hợp chống đối, chống người thi hành công vụ trước hoạt động kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đối tượng bị khởi tố là Vũ Tiến Minh, 45 tuổi, ngụ thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Theo lực lượng chức năng, trước đó vào 17h30 ngày 4 tháng 7, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 của huyện Đức Trọng gồm 6 người kiểm tra quán ăn Linh Nhi tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng về việc chấp hành các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, đoàn phát hiện có 9 người đang ăn uống trong cùng một bàn. Trong lúc lực lượng chức năng đang làm việc với chủ quán, đối tượng Vũ Tiến Minh đã có hành vi bất hợp tác, lớn tiếng thách thức, dùng tay hất về phía một thành viên đoàn kiểm tra liên ngành, rồi cầm ghế đập vào người này, làm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra. Quá trình giải quyết vụ việc, xét thấy hành động gây cản trở, tấn công người của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Vũ Tiến Minh đủ yếu tố cấu thành hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã củng cố hồ sơ khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Tiến Minh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Lo ngại việc tập trung đông đúc, chen chúc để lấy mẫu tầm soát COVID-19, nhiều người đã tìm mua bộ kit xét nghiệm nhanh để tự xét nghiệm tại nhà. Tuy nhiên, khi mua trên mạng xã hội, giữa vô vàn mẫu mã, giá cả, người mua có thể mua phải hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dẫn đến kết quả. Việc chậm tiến độ thi công và bàn giao nhà của các dự án bất động sản là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống và tài chính của khách hàng cũng như các nhà đầu tư. Bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ bạc, nhưng kết quả nhận được lại là những bức xúc hay những cam kết suông từ phía chủ đầu tư. Phải đi ở nhà thuê, không đủ tài chính để đầu tư ở những khu vực khác là thực trạng mà không ít người mua phải gánh chịu thời gian gần đây. Ghi nhận của phóng viên tại dự án Athena Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội. Chị Giang cùng hàng trăm cư dân mua nhà tại dự án từ năm 2018. Theo tiến độ cam kết từ chủ đầu tư 379, dự án sẽ được bàn giao vào tháng 12 năm 2020. Đến nay, nhiều khách hàng đã đóng 85% giá trị căn hộ, với các mức gần 1 tỷ đồng trên một căn 65m, gần 1,6 tỷ đồng trên căn 90m. Dự án chậm tiến độ cả năm trời, nên đến nay nhiều gia đình vẫn phải đi thuê căn hộ để ở. Những người còn lại thì mất cơ hội đầu tư tại các khu vực dự án tiềm năng. Chúng tôi là những người quý tư 2020 lẽ ra nhận được nhà, nhưng đến giờ này là tháng 7 năm 21 rồi, công trình vẫn chưa đâu vào đâu cả. Thế là chúng tôi rất bức xúc là vì cái chúng tôi đã bỏ tiền ra như thế, nhưng mà cái nhận lại là không đúng ý của chúng tôi. Thì bọn tôi vẫn nộp đủ tiền đến tiến độ đến tháng 12 là cất nóc, cho đến khi đến bây giờ là nộp hết tiền của đợt 5, nghĩa là hết 85% rồi. Vẫn nộp theo tiến độ, thế tại sao công trình lại không đủ theo tiến độ ngay ký kết từ ban đầu? Đây là biên bản làm việc giữa cư dân và chủ đầu tư của dự án Athena, là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị và xây dựng 379 vào ngày 15 tháng 3 năm 2021. Trong biên bản, khách hàng yêu cầu chủ đầu tư dự án trả lời về việc xử lý chậm bàn giao căn hộ theo điều 8 và điều 13 của hợp đồng mua bán. Dự kiến bàn giao là tháng 12 năm 2020. Thời gian tính tiền phạt hợp đồng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến khi khách hàng nhận bàn giao căn hộ, lãi phạt 20% hoặc theo hợp đồng mua bán, giá trị căn hộ và thời gian chậm bàn giao.
thời gian chi trả phạt chậm 30 tháng 6 năm 2021 đợt đầu tiên. Tại biên bản, chủ đầu tư 379 cũng đã cam kết sẽ áp dụng đúng các điều khoản tại hợp đồng mua bán. Trả lời cư dân về vấn đề chi trả lãi chậm bàn giao trước ngày 30 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, bây giờ là tháng 7 năm 2021, cư dân vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía chủ đầu tư, cũng như một đồng tiền chi trả lãi chậm bàn giao nào. Tiền mình bỏ ra mà xong chẳng đem lại được một cái gì cả, nên mình nhà không được ở, bây giờ cũng phải đi thuê đi mướn như này, con thì nhỏ. Cứ nhà trọ này nhà trọ kia nó mệt lắm chị ạ. Mua từ 2018 thì theo cái hợp đồng ấy thì là cuối 2020 thì đã được nhận bàn giao rồi. Nhưng mà hiện tại đây cái dự án thì anh chị nhìn đến bây giờ nó chậm 6 tháng rồi. Mà em thấy là nó chưa đâu ở với đâu cả, không biết là đến thêm 6 tháng nữa không biết là có được bàn giao hay không. Hiện nay thì nó vẫn là tình trạng dậm chân ở chỗ và cũng chưa có một cái văn bản nào trả lời chính xác xác đáng cho cư dân chúng tôi. Được biết, dự án được cất nóc từ tháng 12 năm 2020. Nhưng từ đó đến nay, việc hoàn thiện dự án vẫn ì ạch. Theo ghi nhận tại hiện trường, dự án gồm 2 tòa nhà 27 tầng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng hoàn thiện đến khi nào thì không ai dám chắc. Và người mua nhà cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn dự án mà xót xa cho số tiền mình đã bỏ ra. Bây giờ đến hiện tại là bây giờ thời điểm là tháng 7 năm 2021 rồi mà bây giờ công trình vẫn đang còn chưa xong thì bọn tôi vẫn đang chờ, vẫn là trong tình trạng là chờ đợi chủ đầu tư bàn giao nhà nhưng mà vẫn gần như là vô vọng. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, ngoài việc chậm tiến độ cả năm trời, hiện dự án đã cất nóc nhưng vẫn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và phản ánh tới quý vị trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp hay những vấn đề mà quý vị gửi về chương trình, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sớm có thông tin trong các chương trình tới. Địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Quý khán giả cũng có thể gửi thư về chương trình theo địa chỉ Đường dây nóng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.